thực Đức Tâm xin chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay ẩm thực Đức Tâm xin chia sẻ với các bạn một món ăn rất là ngon và cũng là một cái món ăn mà giới trẻ hiện nay đang rất là thích, đó là chân gà ngâm xả tắc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp, mình sẽ làm cái món chân gà ngâm xả tắc nha các bạn. Đây các bạn, ở đây mình có đây là nửa ký chân gà nè các bạn. Nửa ký chân mình mua được 10 ký chân, 500g ha. Thì mình đã rửa sạch các bạn. Thì cái chân gà này các bạn để rửa cho nó không hôi á, thì mình sẽ mua về mình cạo, mình lột sạch sẽ, xong mình rửa lại bằng muối với chanh hoặc là rượu. Mà nếu mà nhà các bạn mà có cây bưởi hay cây chanh gì đó, mình dùng cái lá đó các bạn, mình rửa rất là sạch các bạn, không bao giờ nó hôi. Ở nhà mình thì có cây bưởi cho nên mình lấy cái lá bưởi mình dò ra mình rửa sạch lắm. Hoặc là ở nhà các bạn có cái rượu á, rượu bạn ngâm miếng gừng á, hoặc là mình bỏ miếng rượu miếng gừng mình rửa nó cũng rất là sạch các bạn, nó không có hôi á. Cái chân gà này là các bạn, thì cái bây giờ mình luộc có mình sẽ không có cắt cái móng, mình để đem như vậy luôn, mình luộc xong rồi mình mới cắt móng. Như vậy thì cái chân gà của mình nó sẽ không có bị, khi mình luộc các bạn, cái chân gà của mình nó sẽ không có bị rút co lại vậy ha. Mình để như vậy luôn, mình luộc xong rồi mình mới cắt móng nha. Đây là gà. Rồi, cái thành phần chính mình không thể thiếu trong cái món chân gà ngâm xả tắc là xả và tắc, là hai món mình không thể thiếu các bạn ha. Xả, tắc, gừng, ớt, lá chanh là những cái mình không thể thiếu trong món gà. Và có thể mình thêm vào những cái gì mình thích, chẳng hạn như xoài hay là cóc, hoặc là hành, tỏi, để cho cái món gà của mình nó được đa dạng, nhìn nó được bắt mắt hơn. Ớt đây thì mình sử dụng một ít ớt hiển và cay, và hai trái ớt sừng để mình làm cho cái có cái màu đẹp ha. Còn nếu các bạn nào mà không có thích dùng ớt trái, mình có ớt bột thì mình sử dụng ớt bột cũng được nha các bạn. Mình có ớt bột ha. Rồi ở đây mình sẽ có đường các bạn, mình có đây là một chén đường, nửa chén chấm và nửa chén nước mắm. Thì cái phần này là để một lát mình nấu cái nước để mình ngâm chân gà đó các bạn. Sau khi mình làm xong mình sẽ ngâm ha các bạn. Thì ở đây cái tỷ lệ mà đường giấm và nước mắm mình để làm theo cái tỷ lệ là 2:1:1. Ở đây là mình sử dụng một chén đường, nửa chén giấm, nửa chén nước mắm. Và nếu như các bạn tính muỗng, chẳng hạn như muỗng thì các bạn sẽ lượng là 2 muỗng đường, 1 muỗng giấm, 1 muỗng nước mắm. Và nếu mình tính gam thì chẳng hạn như 2 lạng đường, 1 lạng giấm, 1 lạng nước mắm ha. Thì cái giấm ở đây là các bạn, là mình sử dụng là cái giấm này là cái giấm táo các bạn. Đây mình sử dụng cái giấm này. Nếu như nhà các bạn có giấm nuôi, có thể các bạn sử dụng bằng giấm nuôi cũng được. Mình có giấm nào mình xài giấm đó. Nhưng mà tốt nhất thì mình nên sử dụng, một là giấm nuôi, hai là mình sẽ mua cái giấm táo các bạn. Bây giờ cái giấm này ở đâu ta cũng có bán hết ha. Thì những cái giấm này nè là nó được lên men từ cái quả táo, mình sử dụng nó sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn. Người ta dùng cái này để người ta trộn xà lách, chung là trộn gỏi các bạn. Còn nếu các bạn sử dụng cái giấm gạo thì giấm nó khoảng 5% á các bạn. Mình thì mình hết giấm gạo, đây mình muốn có giấm táo và giấm này giấm trắng nha. Đó, mình sử dụng khoảng 5-6% thôi. Cái giấm táo này thì nó có cái màu nhà nhà vậy ha. Còn nước mắm ở đây thì mình sử dụng nước mắm ngon nha các bạn. Mình sử dụng nước mắm này là 40 độ đạm á. Rồi bây giờ đầu tiên các bạn, mình sẽ đem cái chân gà này lên, mình cho vào nồi nước mình luộc. Thì trước khi mà mình luộc cái chân gà này á ha, thì thứ nhất thì các bạn muốn cắt móng trước thì các bạn cắt, còn không thì các bạn để như vậy, các bạn luộc xong các bạn cắt móng cũng được ha. Để làm như vậy một lát mình rút cái xương nha. Bây giờ luộc gà các bạn bắt nước lên ha. Mình sẽ cho đây cái phần gừng, mình lấy ra phần nửa các bạn, mình sẽ cho chung
vào trong cái nồi nước luôn mình luộc. Ở đây là mình có một miếng muối nha các bạn, một muỗng muối để mình bỏ vào để cho chân gà mình nó được dai ha. Và để luộc cái chân gà mình á cho nó được trắng nó đẹp thì các bạn chuẩn bị trước một cái thau nước đá. Cái thứ hai là trong khi luộc này các bạn bỏ vào trong cái nồi nước luộc gà này một chút xíu giấm nha. Đây là mình chuẩn bị cái chén này đó các bạn. Một miếng muối, một ít gừng, một chút xíu giấm. Và cái sả này nè các bạn. Cái sả này bây giờ mình sẽ cắt cái phần đầu này ha. Mình lấy cái phần lá này nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần này mình đập dập ra. Mình sẽ cho vào trong cái nồi nước mình luộc chân gà luôn nha các bạn nha. Giờ trong khi mà chờ đợi mình luộc cái chân gà các bạn, ở đây mình sẽ đi sơ chế những cái món này nha các bạn. Mình quên đó các bạn ha. Cái chân gà các bạn khi mình luộc có bây giờ mình bỏ chân gà vô các bạn, mình đừng có để sôi nha. Tại vì nếu mà các bạn để sôi lên, các bạn để nước sôi bùng, các bạn bỏ chân gà vô cái chân gà mình nó sẽ bị nứt ra, nó không có đẹp á các bạn ha. Nó sôi khoảng chừng 60-70 độ C thôi là các bạn lăn tăn trong cái xung quanh nồi là các bạn bỏ chân gà vô được nha. Và các bạn luộc cho mình khoảng 5 phút là chân gà mình nước sôi lên, bắt đầu vào trên khoảng 5 phút sau là các bạn vớt chân gà ra. Các bạn nhớ chuẩn bị một cái thau nước đá ha. Sau khi mình luộc xong mình đem ra mình xả nước sạch, mình xả cho nó thật là sạch cái chân gà, xong là mình bỏ qua thau nước đá mình ngâm cho các bạn nha. Giờ xả này các bạn, xả là chúng ta xắt xéo xéo mỏng mỏng như vậy các bạn. Gừng chúng ta sẽ là mình sẽ xắt ra miếng miếng mỏng, hoặc là các bạn xắt mỏng rồi các bạn xắt sợi lại nha. Cái gừng này nếu mà các bạn mua được cái gừng ngon non các bạn thì nó sẽ ngon hơn gừng già. Gừng già thì nó không có ngon bằng gừng non. Rồi tỏi chúng ta cũng xắt lát mỏng mỏng ra luôn. Cái này là tỏi cô đơn các bạn. Tỏi này nè, khi nếu mà các bạn muốn cho nó không có hăng á, bây giờ mình xắt xong các bạn mình bỏ vô nước muối pha loãng loãng các bạn, mình xả ra cho nó bớt cái nhựa tỏi ra đi nha. Mình xả mình đừng có bớt nó nát nha, mình bỏ vô nước muối pha loãng loãng nha. Mình ngâm khoảng 5 phút mình sẽ xả lại nước cho sạch đi, rồi mình để ráo. Củ hành mình cũng xắt mỏng như vậy luôn các bạn ha. Là mình nhớ nha, mình nhớ cái nồi gà mình nha, nồi gà mình nó được rồi đó các bạn. Bây giờ mình đi vớt gà ra ha. Đó, bây giờ là hành tỏi thì các bạn xắt xong các bạn sẽ xả qua nước muối loãng, xong rồi các bạn để ráo nha. Còn nếu như mà mình mà đang lúc không có trời nắng đó các bạn, mình xắt hết những cái này nè các bạn. Xoài cóc đồ ăn mình gọt vỏ ra mình xắt theo ý của mình ha. Cóc cũng vậy đó các bạn, cóc là cóc không có hột nè, mình xắt theo ý của mình đi, rồi có thể mình đem ra nắng các bạn, mình phơi một chút xíu mình ngâm nó sẽ ngon hơn các bạn. Đây là các bạn, chân gà mình luộc được 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra mình rửa thật là sạch lên các bạn. Thì mình bỏ qua nước đá mình ngâm. Bây giờ mình sẽ ngâm ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa đi. Nếu mà khoảng cần các bạn khoảng nửa tiếng nữa cũng được. Thì chúng ta sẽ đem chúng ta rút cái xương ha. Và bây giờ mình sẽ để qua một bên, mình đi làm tiếp những cái kia nha các bạn. Tắt bây giờ mình xắt cái lát mỏng mỏng vậy nè các bạn. Mình không lấy hộp các bạn bỏ, lấy hộp vào một hồi nó sẽ bị đắng nha các bạn. Mình cũng đã sắt ha, gừng mình cũng sắt lát mỏng rồi, các bạn muốn sắt sợi thì các bạn sắt nha. Đây là những cái cốc mình trẻ đôi ra, cốc này là cốc thái nó không có hạt đó các bạn, hoặc là cốc non cũng được ha. Rồi đây là trái xoài mình đã sắt ra, và lá chanh mình đã sắt nhuyễn ra bạn. Cái lá chanh này nè các bạn sắt cho thật là nhuyễn nha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ bạn có trời nắng á, mình sẽ cho ra đây mình phơi nha. Phơi cho nó héo héo một chút thì mình làm cho nó ngon ha. Khi các bạn phơi mà nó héo héo như vậy nè thì các bạn ngâm vào các bạn, nó dễ rút vô hơn thì mình ăn cái miếng của mình nó sẽ thấm ngon hơn. Tất cả chúng ta đem phơi hết nha. Cái hành tỏi này nè, nãy mình đã xả nước muối rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó vào đây luôn mình phơi. Nhà mình không có nắng thì thôi các bạn cũng không có sao.
nhưng mà mình phơi được như vậy thì mình ăn nó sẽ giòn, nó sẽ ngon hơn các bạn. Còn cái tắc này nè các bạn, mình đã sắc ra hết rồi nè, mình lấy hết hạt ra rồi ha. Ở đây là nửa chén nước mắm. Giống như các bạn nào mà không sử dụng nước mắm á, mình sẽ sử dụng muối nha, cũng được không sao. Đây là mình sử dụng nửa chén nước mắm ngon các bạn, nước mắm 40 độ á. Nửa chén giấm thì để mà mình cái này mình ngâm, có thể mình để được lâu á, thì các bạn nên sử dụng cái nước chấm đường này các bạn nấu lên nha. Còn nếu mà chúng ta dùng liền thì có thể chúng ta sử dụng cái nước tắc hoặc còn cái nước chanh á, chúng ta trộn luôn cũng được. Còn đường ở đây các bạn, tại vì mình là người miền Nam cho nên thì khi mình dùng cũng hơi ngọt hơn á. Các bạn là người miền Bắc á, Trung, có thể là chúng ta dùng cái này khoảng hơn nửa chén là được rồi. Ở này mình dùng một chén đường đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cái móng nó ra, thì các bạn muốn cắt móng trước thì các bạn luộc cũng được ha. Bây giờ để làm cái này các bạn, để rút cái xương này nè, mình cần có một cái dao và một cái kéo này các bạn. Mình để gần cho các bạn thấy không ha. Thì tùy theo, ví dụ như mà các bạn rút quen rồi á thì các bạn có thể rút cái phần này trước, hoặc là có thể nếu các bạn rút chưa quen á thì các bạn sẽ rút cái phần móng thì ngón này trước. Thì bây giờ mình rút cái này, đầu tiên các bạn dùng cái dao á, các bạn chẻ cái mặt trên vậy nè, từng cái móng chân này là các bạn chẻ ra. Dao của dao bén mà làm có cái khéo nha, cẩn thận để đứt tay nha các bạn. Mình chẻ ra ha, mình chẻ mặt trên nha. Đây, mình sau chẻ xong mình sẽ cái mũi dao này mình sẽ lòn vô. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy rõ không? Để làm cái mũi dao vào trong rồi các bạn đi xung quanh cái xương này ha. Rồi đó, ngón nào các bạn cũng lần cho ha. Đây mình đưa cái mũi dao vô để mình tách cái da của nó, cho nó cái da cái gân nó, cho nó ra khỏi cái xương đi các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần xương luôn nha. Nè, sau khi các bạn tách ra ha, làm các bạn để kéo vô, sẽ lấy cái phần xương của nó ra. Rồi, tiếp theo các bạn bẻ từng cái lóng một ha. Các bạn thấy rõ không? Các bạn chỉ có nhìn nha, tại vì mình có mình á, mình không có cầm cái máy được đó các bạn. Để cái máy mình làm các bạn cũng hơi khó thấy ha. Các bạn cứ bẻ từng đốt nó ra như vậy nè các bạn ha. Các bạn để kéo vô ngay chỗ cái khớp đó nè, các bạn cắt, các bạn bẻ ra, dính ra, nó ra nguyên một cái đốt xương các bạn thấy không? Dễ lắm các bạn, không có khó. Đóng này là nó có bốn đốt, và ngắt từng cái đốt nó ra. Rồi như vậy là xong cái phần ngón chân rồi các bạn. Ngón này mình lấy hình 6 ha. Rồi bây giờ cái phần bên đây làm sao? Cái phần bên đây chúng ta sẽ rọc bên hông của nó vậy nè. Chúng ta không có rọc bên trên, không có rọc bên dưới, mà chúng ta rọc bên hông ha. Rồi các bạn rọc bên hông xong, các bạn mũi dao á, các bạn cũng làm như bên kia vậy đó. Các bạn tách cho cái da này nè, nó ra khỏi cái xương. Mà xoay vòng cho nó ra cái xương ha. Các bạn làm khéo nha, các bạn chưa quen á, đứt tay nha các bạn. Các bạn thấy phần da nó tách ra khỏi phần xương ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bẻ nó ra. Các bạn có một kéo, một cắt, nó còn dính cái gân đây nè các bạn.
này mình không có đeo bao tay được nha các bạn. Rửa tay sạch mình làm chứ mình đeo bao tay đó, nó bất tiện cho mình đó. Rồi, lấy ra. Đây mấy chân gà mình các bạn. Nhìn nó chưa không có được ngon lắm nhưng mà như vậy là cũng được à. Cái chân gà là các bạn mình nói luôn á, nếu mà các bạn làm mà các bạn muốn để lâu, các bạn ăn dùng lâu á, khoảng 10 ngày đến nửa tháng á, thì các bạn nên ngâm hai lần. Chẳng hạn như cái chân gà hôm nay các bạn làm á, cái nước mắm mà để mình ngâm á, các bạn sẽ nấu nhiều hơn. Rồi các bạn cái chân gà là các bạn sau khi mà các bạn rút xương xong á, mình rửa cho thật là sạch lại, mình bỏ vào trong nước mắm đó mình ngâm. Thì mình ngâm cái chân gà không thôi, thì sau khoảng chừng 2 ngày các bạn sẽ bỏ hết cái nước ra đi, các bạn ngâm lại một lần nữa. Nếu các bạn làm như vậy thì cái chân gà mình để được rất là lâu các bạn, tại vì những cái chất mỡ vô trong gà nó đã ra hết rồi các bạn, thì nó không có bị hư ha. Còn những cái củ hành, củ tỏi mấy cái kia các bạn, nếu các bạn muốn nó ăn nó giòn thì mình nếu mình có điều kiện, có thời gian mình sẽ phơi một nắng, phơi héo héo thôi, đừng có phơi nhiều quá, nghe nhiều quá nó dai á. Xong cái các bạn đem rửa sơ lại với giấm rồi các bạn ngâm, bỏ vào keo các bạn để trong tủ lạnh á, để càng lâu nó càng ngon các bạn. Rồi xong cái cuối cùng các bạn, như vậy là những cái 10 cái chân gà mình đã lấy xương xong các bạn ha. Rồi đây các bạn, bây giờ cái nước mắm mình đó các bạn, mình nấu bây giờ nó nguội rồi nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình ngâm nha. Chân gà nè các bạn, mình đã rút xương xong rồi mình rửa là sạch, mình để ráo rồi ha. Bây giờ mình cho hết cái phần nước mắm này vào trong cái mình là chuẩn bị những cái thao, những cái đồ mà để mình trộn đó các bạn. Các bạn rửa sạch, các bạn lau khô nha. Rồi chúng ta cho cái phần ớt này vào các bạn. Cái này là cái trái ớt sừng hồi nãy đó các bạn, mình lấy một trái ra mình xay nè các bạn, còn một trái mình xắt phanh phanh để ngồi mình bỏ vô cho nó đẹp ha. Để mình cho vào đây một miếng ớt bột ha. Mình làm á các bạn, mình lấy cái hộp ra nha các bạn, mình đừng có để cái hộp nha, tại vì những cái món ớt ăn nhiều khi nó cay nó sạch đó các bạn, mà nó có cái hộp ớt này vô á khi nó cũng không có tốt ha. Nên các bạn cố gắng cái hộp ớt các bạn lấy ra tắt thì như vậy nữa, các bạn lấy hộp ra tắt thì cái hộp tắt á mình làm á trong này nó dễ bị đắng lắm các bạn. Rồi cái phần ớt hiểm này nè các bạn, mình bỏ vô đây luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái chân gà vô, chúng ta ngâm trước cái chân gà nha. Mình trộn như vậy là các bạn, thì những cái ớt, tại vì cái chân gà của mình á nó phải cay cay với nó không cay thì mình cũng khó ăn ha, cho nên mình trộn trước thì những cái cay thấm thì nó sẽ thấm vào trong cái chân gà. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa những cái kia lại rồi mình bỏ vào nha. Cho cái này nè các bạn, hồi nãy mình đem ra mình phơi các bạn, mình phơi cho héo héo một chút để mình trộn cho nó thấm nó ngon á, cho nên là mình sợ nó có bụi á. Bây giờ mình sẽ rửa sơ nó lại, không phải mình rửa bằng nước các bạn, mà mình sẽ lấy giấm này nè các bạn. Nó mình cho ra đây cái tô một ít giấm ha, các bạn lấy cái tô cái chén gì đó các bạn rửa lận ít thôi, nhiều quá nó hao giấm. Rồi chúng ta sẽ rửa lại hết, chúng ta bỏ qua giấm ha. Có bụi rồi nó cũng sạch bớt các bạn. Các bạn đừng có rửa nước nha, tại bây giờ nó đang héo héo như vậy á, nếu các bạn bỏ vào trong nước là nó sẽ rút nước đổ vô ha. Đó. Mình sẽ rửa sơ qua, mình bỏ qua bên đây. Các bạn làm kỹ như vậy nè thì đồ các bạn nó không có bị như mau hư nha. Trộn một lần ít vậy thôi. Các bạn làm dưa món hoặc nói chung là mấy cái món chua mình để ăn dần á, các bạn cũng làm như vậy nè. Nếu mà nhà mà có điều kiện, có nơi, có chỗ mình
làm mình phơi nắng mà héo héo vậy đó các bạn, làm các bạn ăn nó giòn lắm. Rồi đây các bạn, bây giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Cái này nếu mà muốn dùng ngon các bạn thì các bạn để vào trong tủ lạnh đó, mình sau khi mình cho vào lọ mình để vào trong tủ lạnh rồi tới ngày hôm sau mình dùng nó sẽ ngon hơn các bạn. Dùng liền thì nó không ngon á. Nếu các bạn thích thì cái chân gà có thể các bạn cắt ngắn rồi nha. Cái tắc này nè các bạn, nếu như mà mình dùng liền đó các bạn thì mình bỏ vào ha. Còn nếu như mà các bạn ngâm mà các bạn để mà 3-4 ngày sau các bạn mới dùng á thì cái tắc này các bạn đừng có bỏ vô liền nha. Các bạn để tới khi nào dùng á thì mình mới bỏ vô thì nó mới ngon hơn nha. Cái tắc này chỉ là cái lá chanh các bạn, là mình khi nào mình dùng mình bỏ vô ha. Còn mình bỏ sớm vô mình ngâm á, cái lá chanh nó sợ nó đắng các bạn. Bây giờ thì mình trộn luôn để cho các bạn thấy nha, nhìn cho nó ngon luôn nha. Rồi mình cho tắt vào luôn. Nè các bạn, miếng tắt các bạn cắt nó dày như này, cái rất bự các bác cắt ở làm 3 ha. Còn tắt mà nó nhỏ nhỏ cắt ở làm 2. Nhớ là các bạn lấy nó hộp ra, đừng chừa một cái hộp nào hết nha. Lá chanh mình sẽ cho vào đây một nửa cho các bạn. Còn một nửa thì một lát nữa mình sẽ làm cái nước chấm nha. Bạn nhìn ngon mà thấy thèm không? Rồi mình làm cái nước để mình chấm chân gà nha các bạn. Thì làm nước chấm này các bạn, mình cần có ha. Cái này là cái phần lá chanh là nãy mình chừa lại nè các bạn. Còn cái này là cái tắc, mình cần khoảng 4 trái tắc, 3 đến 4 trái tắc. Thì mình dắt ra được cái nước bao nhiêu đây. Mình lấy lại, mình xách một ít vỏ, vỏ tắc đó mình xách cho nó nhuyễn ra các bạn ha. Mình lấy lại một miếng. Cái này là ớt, khoảng một trái ớt, một củ tỏi và một miếng gừng. Mình xắt, mình bầm nhuyễn ra các bạn. Đây là hành, ở đây là tỏi, ớt và gừng. Vỏ tắc mình xắt nhuyễn ha. Đây là lá chanh. Rồi bây giờ 4 cái tắc mình dắt được bao nhiêu nước đây các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong đây là, cái này là muối tiêu các bạn. Muối tiêu, cái muối tiêu lớp đó các bạn ha. Cái món này mình làm cái muối tiêu lớp rất là ngon. Các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê đầy muối tiêu. Tại vì cái muối tiêu trong này đó các bạn, nó vừa có tiêu, nó vừa có muối, nó vừa có bột ngọt đầy đủ ha. Em sử dụng đó 2 muỗng muối tiêu đầy. Các bạn bỏ vô trong đây khoảng 1 muỗng cà phê sữa đặc. Rồi, khoảng 1 muỗng cà phê sữa đặc. Nếu như mà các bạn không có sữa đặc á thì các bạn bỏ vào đây một muỗng đường, một muỗng đường yếu thôi nha các bạn. Thì tại vì cái món này nè các bạn, mình làm cái sữa đặc đó thì nó mới ngon. Nó còn nếu như mà các bạn không có sữa đặc thì có thể các bạn làm đường cũng được, thì cái nước của mình nó sẽ nó không có đục, nó loãng. Còn hoặc là các bạn không có muối tiêu thì các bạn sẽ bỏ muối, bỏ tiêu, bỏ thêm một xíu bột ngọt nếu như mình ăn bột ngọt ha. Rồi cái này bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan ra. Tan xong các bạn cho hết cái phần này vào ha. Bỏ ớt, bỏ tắc. Cái món chân gà ngâm xả tắc của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta hãy mời bạn bè chúng ta cùng dùng thử xem có ngon không các bạn. Nếu như muốn ngon thì các bạn hãy cho vào trong tủ lạnh á, mình cho vào trong thố thiệt tinh á, rồi hoặc là thố nhựa mình cho vào trong tủ lạnh, mình để qua một ngày thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi các bạn, nếu như các bạn dùng thử thấy ngon, thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ cho người thân của mình. Và các bạn nhớ là chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để
khi mình có những video tiếp theo thì các bạn sẽ sớm nhận được nha. Bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.